long, mini là cầm tay, hermit, duo lớp. Thì cái dòng này thì mình sẽ triệt lông, không cần gel nha các bạn. Mình sẽ có hai chế độ triệt. Nếu mình triệt mặt với bikini mình sử dụng cái đầu này, đầu nhỏ này mình sẽ gắn vào máy. Còn nếu mà mình triệt những cái vùng còn lại, nách, chân, tay, lưng, bụng đó, là mình sẽ sử dụng cái đầu trực tiếp gắn vào máy luôn ha. Rồi thì khi mà mình sử dụng mình phải ghim vào các bạn, ghim dây vào nha các bạn. Mình sẽ có hai chế độ, máy có hai chế độ ha, mình bấm lên đó. Là chế độ, đây là chế độ và triệt lông nhanh này các bạn. Chế độ triệt lông nhanh, bạn thấy là chớp chớp không? Chớp nhanh liên tục. Là mỗi lần chớp có nghĩa là mỗi lần sẽ phát sáng. Và mình bấm là mình mới bắn được ha. Nó có ba chế độ triệt lông nhanh. Một, bấm một lần nữa. Hai, bấm một lần nữa là ba. Là thể hiện cái màu xanh này các bạn. Là ba chế độ ha. Ở mức 3 là mức cao nhất. Cao này, ở chế độ đó là 3 nè, 2, 1, 1 là mức thấp nha các bạn. Rồi thì đối với triệt lông nhanh thì mình sẽ sử dụng triệt lông cho những vùng da mỏng này, những vùng da nhạy cảm này, và đặc biệt là những vùng da là lông đã thưa rồi nha, thì mình sẽ sử dụng chế độ triệt lông nhanh. Còn những vùng da như là lông rậm, như chân tay đó, thường thường lông rậm đó, nách rồi đó, là mình sẽ sử dụng chế độ triệt lông chậm. Đây là DBL, hay còn hay một cái ngôn ngữ khác là ADL á. Rồi mình sẽ sử dụng cái chế độ là 4 năm, mức 4 năm là thể hiện cái màu trắng nha các bạn. Đây là cái chế độ triệt lông chậm, và triệt lông bằng chế độ này thì có nghĩa là nó sẽ gọi là cái mức của nó phát ra rất là mạnh hơn so với cái triệt lông nhanh. Vì thế cho nên khi mình sử dụng cái chế độ giống như cho vùng mặt, vùng bikini rồi đó, là mình nên sử dụng chế độ triệt lông nhanh các bạn, ở mức 1-2 thôi ha. Rồi bắt đầu mình sẽ tăng dần tùy vào tình trạng cơ địa của mỗi người. Đây là mình hướng dẫn cách sử dụng máy. Thì trước tiên mình sử dụng máy thì mình phải cạo cái phần lông mình đi ha. Mình cạo cái phần lông của mình đi. Sau khi mình cạo lông xong thì mình sẽ dùng một cái khăn để mình lau sạch cái phần lông đó. Rồi sau đó bắt đầu mình triệt, là mình nhấn giữ ha, cắt triệt. Mình nhấn cái công tắc này nè, đó. Mình nhấn giữ là tắt và mở ha, đó. Cái bao ơ nha các bạn. Khi mà mình nhấn giữ là máy nó đã kêu luôn đó, là mình biết là nó đang hiển thị. Khi máy mà bật lên là nó sẽ cái đầu này, nó sẽ tự chọn cái màu ánh sáng để phát ra. Nếu mà sử dụng chế độ triệt lông nhanh á, dù mình sẽ bấm cái mức 1 đi ha, mình sẽ bỏ trực tiếp vào da. Nhớ là các bạn phải đặt vuông góc bề mặt da nha các bạn, phải vuông góc và phải nhấn một xíu, đừng có để mà giống như là mình đừng đặt như này, nghĩa là ánh sáng này thoát ra ngoài thì độ hiệu quả nó sẽ giảm, và hai nữa cách nhận sóng của nó là có lúc được lúc không, cho nên các bạn phải để đây. Và cái này chế độ triệt lông nhanh, ánh sáng phát ra liên tục nên mình bấm lúc nào cũng được các bạn, mình bấm bấm lúc nào cũng được ha. Đây, nếu mà ánh sáng nó phải nhấp nháy thì mình mới bắn được đó. Cái đây chế độ triệt lông nhanh cho nên mình bấm liên tục được nha các bạn nha. Đó, nó chạy nhấp nháy liên tục. Còn mình đặt ở đây thì ánh sáng nó phát ra nè, nó sẽ không có đạt 100% cái phần mà ánh sáng tiếp xúc với mình ha, nó sẽ bị mất. Cho nên mình nên đặt cái chỗ nào mà đi trọn cái vùng đó đó, đó. Đi trọn luôn cái đầu đi, nó sẽ ịnh vào luôn ha. Mình đặt ngang, đặt dọc gì cũng được ha nha các bạn. Thường thường ví dụ có những cái vùng tay thì mình đặt ngang gì, tới những cái vùng đây thì mình có thể đặt dọc đó, thì độ hiệu quả của máy nó ok. Còn đặc biệt là chế độ triệt lông nhanh thì mình cứ bấm như vậy thì nó ok, bởi vì ánh sáng phát ra liên tục. Còn chế độ triệt lông chậm này, mình sẽ chuyển sang chế độ triệt lông chậm là sử dụng hai mức màu trắng này, 4 năm này, mức 4 năm này đó. Chế độ được triệt lông chậm thường thường mình sẽ triệt cho vùng da, cho vùng tay, trong những vùng lông nào mà rậm á nha, rậm á, triệt luôn đầu á, là nên chọn chế độ 4 năm để triệt luôn cái vùng tay trong. Thì khi mình sử dụng chế độ 4 năm này thì mình đặt vào vị trí ha, vị trí trái tay, rồi bắt đầu mình sẽ bấm. Ánh sáng nó đang nhấp nháy thì có nghĩa các bạn mới bấm được nha. Ánh sáng màu xanh đây nè, nó đang nhấp nháy thì các bạn mới bấm được thì nó mới phát ra ánh sáng đó. Còn khi mà 2 giây sau, nghĩa là 2 giây sau
mình sẽ ngừng 2 giây rồi mình bắn tiếp nha. Đó, đó. Cho còn ánh sáng mà nó đang dừng, ánh sáng màu xanh nó đang dừng đây, thì nghĩa là mình bắn á, thì cái độ ánh sáng nó ra, nó phát ra nó không đạt. Hai nửa ánh sáng nó sẽ bị đứt đoạn. Cho nên là các bạn chờ bắn xong rồi chờ 2 giây sau thì các bạn bắn tiếp, là để ý cái nút đây là đang nhấp nháy thì các bạn bắn nha. Đó, là lúc đó là ánh sáng nó sẵn sàng để tiếp nhận. Cho nên các bạn khi bắn tròn chế độ 4 năm thì các bạn chờ, chứ không có bắn liên tục. Nếu bắn liên tục thì ánh sáng nó không kịp để nó phát ra. Rồi, cái máy này nếu mà mình sử dụng á, là mình sau khi mình bắn xong á thì mình sẽ lau sạch máy ha, vệ sinh máy bằng một khăn sạch ha. Mình không sử dụng cồn để lau trên cái đầu này nhớ bạn. Mình chỉ lau cồn ở bông cẩm cồn ở cái khu vực này thôi. Còn cái đầu này mình chỉ dùng cái khăn bông sạch mình lau thôi nha. Thường thì một tuần á mình sẽ sử dụng 2 lần nha các bạn. Đối với máy này thì thường thường một tuần mình sử dụng 2 lần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.